Mấy anh em ăn sáng chưa? Tao ăn rồi. Nani? Tao nói chuyện nha. Mày á. Hello bạn. Hello bạn à. Các bạn làm chủ cho anh em mình nữa bạn. Vô kia thì kêu ông sổng bao giờ cũng làm 8 giờ làm gì chứ. Ông kêu vô 8 giờ luôn đúng không? Mà không khi nào mà 8 giờ mình vô là ông ấy liền. Tội là 9 giờ rưỡi 10 giờ không à. Ra ông vô sổng hỏi ông ông làm gì? Chặt đồ. Rửa chén. Lau nhà. Đánh răng cho cá sấu nữa. Ai biết làm giống gì không? Bởi vậy. Đổi thừa hoàn cảnh không? Người kêu bằng gì? Người chồng của năm. Đúng rồi. Không biết tính gì? Tính nịnh bà xàm á gì á. Thôi. Anh em mình đợt này chơi vô lớn các bạn. Hơi hơi mất dạy luôn á. Đối với ổng với các bạn là mất dạy nhưng mà chơi nhẹ nhẹ quá. Nhẹ quá, ổng lừng. Ừ đúng rồi, ổng nhẹ, ổng lừng. Lừng với mình. Lúc ổng biết mình là ai hết. Bởi vậy. Bữa nay anh em mình chơi lớn luôn á. Ổng ra là mình kêu mày tao luôn. Thương mày tao luôn. Mày tao luôn. Kêu kêu mày tao luôn. Ai chừng mày tao nhẹ quá. Kêu đại con. Ờ cái đó mất dạy. Mất dạy lắm luôn á. Mày tao rồi. Mày tao thôi bạn. Bữa nay chừng xử lý ổng một cách ngoan mục cho bạn coi thử. Bắt các bạn chờ thử anh em mình đặt có quay rồi mình xử lý ổng sao nha bạn. Coi cái ổng quạo tới cái mức độ nào các bạn. Bữa nay là ổng cho ổng một bài học mới được. Bởi vậy. Chứ lần nào cũng để cho anh em mình chờ mấy tiếng đồng hồ không mà sao chịu nói. Nhẹ nhẹ quá. Bởi vậy. Thôi bây giờ mình đặt có quay cái gói quay nha bạn. Mà không biết chừng nào ổng mới ra nữa bạn. Chờ coi sao. Ok. Anh em đặt có quay ra coi bạn ơi. Giấu kín mít luôn rồi. Anh em lấy cái đồ che là hết trơn rồi bạn. Không bao giờ ổng thấy được đâu. Sao mà sao thấy được? Sao mà thấy được? Sao thấy được? Sao mà bị quýnh được? Sao mà ổng thấy được cái tài giấu camera của tôi? Bởi vì cameraman mà. Các bạn thông cảm cho anh em mình nha. Hết sức thông cảm. Anh em mình chơi mất dạy luôn bạn. Chơi nhẹ nhẹ quá thì không được. Có mất dạy luôn á. Này cô giáo thầy giáo đâu rồi? Cô giáo thầy giáo đi đám cưới rồi. Bởi vì bữa nay mất dạy rồi. Dạ. Ông đâu ạ? Ủa? Mày đâu hả? Ghê vậy? Hỏi sao ông quýnh? Mày trốn đâu hả? Có gấu nhỏ chú lá nữa. Tại vì độc. Giờ cắn thành Spiderman á. Đây mày nhận trên cái magazine á. Lỡ bị chúng độc có đem con nhện nó ra. Để trên luôn hả? Nói cho hình bị gắn cắn nha ha. Spiderman. Gì ra xếp? Không ra kìa. Mấy anh em ăn sáng chưa? Tao ăn rồi. Nani? Tao nói chuyện nha. Mày á. Trễ tối ngày luôn. Mày chiên da ra trễ luôn. Bữa nay tới mày có chén nữa kìa. Tới giờ chưa ra nó cũng chén. Mày lúc nào mày cũng phải chảy thằng ta chứ á, chuyên gia. Sáng tới hôm nay tới mày có chén nữa kìa, mày không ra mày rửa chén nữa kìa. Chén bát không rửa gì trơn, tối ngày vô trọng ốm ốm cái gì không biết mày. Nãy vô trọng rửa cửa cũng không nghe luôn. Uống mấy ngày trời, cả tháng nay chứ không phải mới đây nữa. Rồi mày bữa nay liều mày trời. Uống lộ thuốc chơi trời, ra trễ một bữa mà nó làm với ai á, sạch trời mà kêu con mày tao mới tới biết bao nhiêu lần, nói mày biết bao nhiêu lần rồi, tao ra còn kêu cửa không chịu ra là không ra. Không biết làm cái giống gì giống nữa. Đậu xanh ha này trời, á đậu chứ hả? Thôi tao nằm, đủ giống gì, cái nó mày chưa ra tới nữa. Mấy mày giỡn cái thiệt hả? Giỡn gì giỡn, đó giờ tao giỡn mày hả? Ra ngoài đó cửa chén kìa. Nay tới mày cửa chén á. Thì có chén thì tao rửa mắt mới mà lại xin mày tao mới tới rồi nó quay làm cái hổ báo vậy hả? Cái đó khơi chân à? Là tao yếu chân hả? Anh em nào chơi nào giỡn giỡn chứ đâu tào la tào la. Ai đâu giỡn nha mày, gõ lúa nha mày, nhiều giỡn giỡn. Mày với cho mày cỏ lúa bằng nhau đó, muốn kêu gì kêu vậy. Mày thì mày tao muốn bay muốn cỏ lúa bằng nhau chứ hả? Dù sao tao cũng lớn tuổi con bay chứ. Đâu mà kêu mày tao mới tới gì. Mày mắc dài hả? Đó là xưng ông xưng anh biết ông quen hả? Lần hả vậy? Dạ không xưng ông xưng anh gì chứ. Mày tao hết trơn à. Nào cũng bằng nhau chứ. Bữa nay bay đậu đồ hộ lắm. Nó hay liều mạng lắm rồi đó. Liều gì sáng vô gõ cửa cái nửa tiếng hồ không ra hay nóng kẻ mạng không? Cũng quay rồi, chưa vợ chưa con tao, vợ con đùm đùm đề đề. Sáng tao phải ra đây làm tiếp, phải trước khi ra phải nhà cửa tùm lum công chuyện cho nó phải rảnh ghê. Tụi bay có bao nhiêu đó, tụi bay cũng bắt lỗi mà phải.
bay chừng nào bay mà cõi tử tao có vợ con đi rồi bay xuống biết có bao nhiêu đó mà bay bay ra đây kêu mày tao mới tới. Từ đó giờ tụi bay có kêu mày tao mà tụi bay làm nay làm gì kêu mày tao mới tới. Bộ có vợ là ngon lắm hả? Ngon công chuyện bỗng người ta sáng sớm phải làm đùm đầy đời phải rảnh gan tụi bay sáng dậy mày chạy đi sáng cái mày vô đây mày làm đưa dỗ tọt tẹt tao phải làm đủ thứ công chuyện hết trơn. Đùm đầy nhà cửa chén bát mùng mền dọn dẹp cũng dễ ăn lắm. Mới chào mày ra đó mày ngửa chén này, ngửa lượt chén đi. Tao mệt tụi bay quá, hôm nay tao bay được lắm mệt rồi. Cái gì đâu mà ra có chút xíu chuyện mà ra kêu mày tao tới nghe không biết bực miếng hả? Không rồi, lần nào cũng vậy chứ. Đi ra đây nằm ngủ cũng chắc luôn không? Chưa ra tới mày ngửa chén lẹ đi. Không xanh cái này với trời. Mày ngửa chén lẹ đi nha. Không rồi đó. Hết nói luôn, tụi bay ông nội tao đó thiệt. Tụi bay là ông nội tao đó. Mày không uống lộ thuốc rồi. Tao kêu mày tao mới tới, mày giống ông nội tao đó, tao kể để tao bay lên bàn tao hờ luôn. Chuyện của Trúc là mất ơn. Tối mày biết đi bao lâu rồi đó. Chén để tao rửa. Chuyện tao tới ngày tao để tao rửa. Để đây chút xíu tao rửa. Mà tao bay bữa nay tao đồng ý tao bay rồi, vì bay xưng hô cái cách gì kỳ cục đó. Chẳng khác nào bay xem tao lố lúa cỏ bằng nhau. Ừ tao như tao bay như tao. Chuyện gì cũng từ từ, cái gì cũng như ra cây cây ngay. Mới bước ra tới nghe tiếng mày tao thấy quế sầu lông. Cỏ đu phụng nó cũng mọc qua cây lúa chứ đâu. Đùi, con tụi bay lại tụi bay làm đi. Anh vô chén nha. Nha, mày đâu hả? Tao không thích cửa chén nữa. Mày làm gì tao? Mày thích cái cửa, tao không cửa đó. Bữa nay tới mày chơi liều dưới trời á. Mày giỡn mặt cái gì mày? Tôi bát cho bạn gái mà. Nào giỡn giỡn nào, hãy tôi suốt bạn gái mà. Mày tao mày tới. Quá này luôn đi. Ủa. Quên đâu luôn. Quên đâu luôn. Quên liều trời. Ai dám cãi với hai mấy. Kêu cái chén mà không hở đứng cân cân lên trời. Mày giỡn mặt cái gì vậy? Hả? Cái nào cái giỡn thì giỡn nha, tao nói trước tụi bay. Tao không phải giỡn với tụi bay nha. Mày giỡn mặt hả? Bá như bịch tụi bay một cái tên á. Cái nào giỡn thì giỡn, nào hiện thiệt. Ra mới ra tới đang bộc phát ra mày tao đi tới. Mày giỡn mặt hay giỡn thiệt vậy? Giờ nói tới là mày có gửi chén hay không? Ta không có gửi. Ta không có gửi. Sao mày gửi chết không? Hả? Mày tao. Mày gửi chết là gì mà kêu mày tao đi tới. Nhỏ cho nhỏ luôn chứ. Bây giờ tôi không có. Không có. Lỡn cận cận tôi giết tận đi hết chứ mày giỡn. Tao là mày biết cái nha mà không gửi chén là mày tới chỗ mày đó. Nói tụi bay nghe nha. Chén bát của tao để tao gửi. Không cần tao bay gửi tí. Tụi bay mà lỡn cận là lỡn vậy. Cái nào ra nào chứ. Mày tao mới tới mày chết quen ha. Quen vậy? Muốn vậy? Gửi chắc không? Không hết gì chứ. Giỡn ngay như vậy. Chén nói giỡn cho mày. Tôi nói giỡn mày hả? Rồi lại mày xong. Sáng chán kiểu mày làm dữ hả? Kêu mày rửa mấy cái chén mà mày nói lần đằng như vậy hả? Tụi bay giỡn mặt tao hay gì trời? Đó tụi bay nè, không phải giỡn tụi bay nha. Cái nào giỡn nha, giỡn nào thiệt ra thiệt nha. À, giỡn cái từ nãy giờ hơi bực bội tụi bay lắm rồi đó. Cái gì mà xưng mày tao mới tới bộ giỡn nhây sao mày hả? Cái nào giỡn, giỡn nào thiệt là thiệt. Dù sao tao lớn tuổi tụi bay mà mày nói chuyện mày tao mới tới thôi thì quê tụi bay nè. Lo rửa chén đi. Trời ơi, lo mày lo cái chén, lửa chén đi. Mày nghe gì chạy? Cái đầu không phải cho tôi. Đầu canh cái này chạy. Chẳng quá trời, ông chửi đi luôn. Nghe ông quạo như con cháu nó. Giờ vô năn nỉ rồi. Vô năn nỉ xong lại. Không biết là vừa vô ông cầm cái chảo ông quất vô đầu ông thằng cáo. Tôi xin lỗi nha. Đây tôi gửi chén cho. Nào anh em giỡn chơi. Tao bay mà mất. Trời ơi. Cho anh vài cái mà. Mày cho tao gỗ không? Mày cho tao gỗ không? Mày được không? Đậu xanh mày.